Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Thiên Kiếp Mi, truyền thể thành phim Thủy Long Ngâm của tác giả Đằng Bình. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 37, Đòn phủ đầu 03. Trong rừng cây bên ngoài Thiện Phong Đường, phủ Thúy Dụ Thiệu Diên Bình chạy về phía rừng cây giấu sẵn mai phục, nhưng chạy được năm 60 trượng, phủ Thúy lại sinh lòng cảnh giác, hừm. Quay đầu nhìn lại, Thiệu Diên Bình và đồng hồ bút đã không còn bám theo sau lưng gã, hai kẻ này lặng lặng trốn đi từ bao giờ không biết. Phủ Thúy dừng bước ngưng thần, cảm thấy bốn bể yên lặng, không những Thiệu Diên Bình và đồng hồ bút biến mất đằng nào mà cả dư Khớp phượng và người áo đen kia cũng không còn tâm tích, trong lòng chấn động, hỏng rồi. Dụ rắn rời hang lại bị điệu hồ ly sơn, dụ người ta vào bẫy không thành, e rằng Thiệu Diên Bình còn có quỷ kế khác. Suy nghĩ lại đảo chiều cứ cho là Thiệu Diên Bình nhìn thấu âm mưu dụ rắn rời hang. Nhưng nếu ta tìm ra hắn thì cứ thẳng tay vứt kế hoạch đi, ra vài đòn chém chết hắn chẳng sạch sẽ nhanh gọn hơn à. Nghĩ đến đây gã bật cười ha hà, quay lại dò tìm tung tích Thiệu Diên Bình. Dư khớp phượng và thành ôn bào càng đánh càng xa. Sau khi uống tinh quỷ cửu tâm hoàn, công lực của dư khớp phượng đương nhiên vượt xa thành ôn bào. Nhưng rồi hắn lại chịu trọng thương chưa lành hắn, Thành ôn bào cũng có kinh nghiệm thực chiến phong phú, xuất kiếm vô cùng cẩn trọng, trong vòng một ngàn chiêu dư khớp phượng không đánh bại được hắn. Khó khăn lắm mới đánh được 500 chiêu, dư khớp phượng chợt bừng tỉnh, cổ họng phát ra tiếng viêu viêu, khàn giọng nói, ngươi. Thành ôn bào lạnh lùng hỏi, ta làm sao? Kiếm vung theo gió đâm thẳng vào cổ họng dư khớp phượng, chiêu hàm xa xạ ảnh này vốn là kiếm pháp hết sức tâm thương. Dư khớp phượng bị kiếm khí của hắn dồn ép, không nói được nửa chữ, trong lòng nổi giận, lưỡi kiếm rung lên, ánh kiếm vỡ tung kéo theo chân khí bùng phát, chính là chiêu tây phong chảm hoang hỏa đánh thẳng vào các huyệt đạo quan trọng trên ngực thành ôn bào. Tên nhọn liên tục bê án ra không dứt thượng quan phi bắn tên lịa lịa vào người áo đen. Kẻ kia tránh trái né phải trong rừng, bắn đến mũi tên thứ 12 thì người áo đen đột nhiên mất tâm mất tích thượng quan phi dừng lại không bắn nữa, âm thầm ngạc nhiên, hướng đi này không giống như Thiệu Diên Bình đã nói từ trước, thế là sao? Lẽ nào Thiệu Diên Bình đã tính toán sai? Đúng lúc hắn đang ngập ngừng thì trong rừng cây có bóng người lay động, chính là tên áo đen kia. Viu một tiếng, mũi tên dài của hắn đã đặt lên dây cung rồi bê ắn ra ngoài. Bóng đen trong rừng khẽ vung tay lên, dùng tay áo quấn lấy mũi tên của hắn. Thượng quan phi lấy làm lạ, đây là phá nạp công của thiếu lâm, kẻ này là ai? Trong rừng có hai người đi ra, một người áo đen tóc dài, một người xiêm áo màu hồng, che mặt bằng lụa trắng, thượng quan phi thoáng vui mừng, tiểu hòa thượng phổ châu. Sau đó ánh mắt chuyển sang cô gái trẻ tuổi mặc áo hồng thiêu hoa đào đi theo thượng sư phổ châu, tiểu cô nương này là ai? Phổ châu nắm mũi tên của thượng quan phi trong tay, thi lễ với tiền bối rồi trả lại mũi tên cho thượng quan phi, vị này là đào thí chủ nằm vùng 3 năm trong phong lưu điềm. Thượng quan phi càng thêm kinh ngạc, tiểu nha đầu nhỏ nhắn này lại có thể nằm vùng trong phong lưu điềm sao? Phổ châu chắp tay nói, A-di-đà Phật, tiền bối thượng quan, chúng ta muốn nhanh chóng đến thiện phong đường. Đêm nay phong lưu điềm hạ độc trong giếng nước, phong lưu điểm chiêu mộ được một vị cao thủ dùng độc vô cùng lợi hại là thiên hình hóa ảnh hồng thiền nương tử người này vốn ở bình trúc tự nhưng đã rút lui khỏi giang hồ mấy chục năm lần này quay lại ắt sẽ khơi lên gió tanh mưa máu thượng quan phi sợ hết hồn lão yêu bà hồng thiền kia còn chưa chết sao phổ châu gật đầu đào thí chủ biết mặt mũi người này chúng ta muốn nhanh chóng đi đến nơi để cứu người thượng quan phi liên tục xua tay các ngươi cứ đi đi ta tiêu diệt đám lính quèn của phong lưu điểm mai phục ở sườn núi rồi sẽ về ngay. Hai người phổ châu vội vã cáo từ, chạy đến thiện phong đường. Thượng quan phi xoay người chạy về phía những địa điểm rất dễ gặp mai phục mà thiệu diên bình đã vẽ ra trước đó. Dựa theo suy đoán, nơi này không tập trung chủ lực phục binh của phong lưu điểm, chủ lực hẳn là nằm gần phù thúy. Đúng lúc hắn vận khí nhảy lên, chợt nghe một tiếng soạt trầm thấp, một tia máu phun lên ngay trước mắt thượng quan phi hoảng sợ nhìn nhánh cây lòi ra trước ngực mình ôm theo muôn ngàn nghi hoặc và khó tin từ từ ngã xuống đất nhánh cây này bắn tới từ hướng phổ châu vừa rời đi tuy chỉ là một nhánh cây nhưng hơn cả trăm ngàn mũi tên bắn tới từ phương xa không nghe một tiếng động thậm chí khi giết người cũng chẳng gây ra bao nhiêu âm thanh bắn đẹp thượng quan phi ngã xuống đất máu tươi chảy thành vũng khi khóe môi gắng gượng phát ra hai chữ kia hắn mới cảm nhận được L lồng ngực đau đớn muốn chết bên trong thiện phong đường liễu nhãn một mình lục soát từng gian phòng một tất cả các phòng đều không có người chim chóc đậu lại trong phòng cũng bị hắn bóp xiết s ba t sạch quán khí tích tụ nồng nặc như vậy đương nhiên hắn đang tìm đường lệ tư rồi hậu viện có tiếng đánh nhau xen lẫn tiếng cười yêu kiều của con gái liễu nhãn càng đi càng gần mấy người kia đánh nhau ngay ở phòng cách vách mà nghe tiếng gió thì hình như người phụ nữ kia đang chiếm ưu thế trong căn phòng kế bên nơi ba người đang giao chiến hắn nghe ra tiếng thở rất khẽ tiếng hít thở kia vô cùng quen thuộc chính là nhịp thở của đường lệ tư chợt nghe một tiếng nổ vang trời cửa sổ phòng khách vỡ vụn vách tường sụp đổ gạch đá đất gỗ rơi đầy sàn có tiếng trẻ sơ sinh khóc ré lên đường lệ từ vẫn đang khoác áo nằm dựa trên giường, ôm phụng phụng trong lòng. Phụng phụng bị tiếng nổ long trời kia dọa cho khóc lớn, ôm chặt lấy bả vai đường lệ từ, dùng đôi mắt ấm ấm nước nhìn vị khách không mời mà tới đang bước xuyên tường vào phòng kia một cách hung dữ. Liễu nhãn đập vỡ tường, mặt không cảm xúc bước đến mép giường đường lệ từ đang nằm, nâng tay lên chuẩn bị tung một trường đánh hai người kia thịt nát xương tan. Ngươi còn nhớ mùi vị chiêu thứ 868 trên Miêu Nha Phong không? Đường Lệ từ nhẹ nhàng vuốt tóc Phụng Phụng, từ từ ngẩng đầu nhìn Liễu Nhãn. Y vừa ngẩng đầu, cây châm búi trên tóc liền rơi xuống, mái tóc bạch kim xóa ra. Thế trưởng trên tay Liễu Nhãn hơi chững lại, tăng thêm lực rồi bổ xuống. Đường Lệ từ giơ cổ tay trái lên, vòng bạc tây cốt khẽ kêu leng keng, chạm vào chiếc nhẫn ngọc đen trên ngón tay Liễu Nhãn một trường tất sát của liễu nhãn bị đường lệ từ nhẹ nhàng đỡ lại tay áo hai người tung bay kẻ tám lạng người nửa cân ngươi trong mắt liễu nhãn đan xen nỗi kinh ngạc và tức giận hắn lạnh lùng nói từ ngày bước chân vào thiện phong đường ngươi cứ giả điên giả khùng vết thương đã khỏi từ lâu mà vẫn giả vờ bị bệnh giỏi giỏi người giỏi thật đấy tay phải đường lệ từ ôm phụng phụng vào lòng người vẫn ngồi trên giường chân phải nhẹ nhàng đá vào yếu huyệt trên eo liễu nhãn rồi xoay người lao ra ngoài qua lỗ hồng trên bức tường hắn vừa đánh vỡ ban nãy liễu nhãn bị y bức phải lùi một bước thấy đường lệ từ lao thẳng về phía trước không quay đầu lại hắn lập tức đuổi theo võ công hai người đi theo cùng một trường phái nhanh nhẹn ác liệt trong nháy mắt đã chạy về hướng nào không biết ba người đang đánh nhau ngoài cửa đồng loạt quay đầu cô gái áo đỏ kia ngạc nhiên vì liễu nhãn không thể đánh chết được đường lệ từ bằng một chiêu mà chỉ vân thì lấy làm là đường lệ từ bế theo phụng phụng rốt cuộc muốn trốn đi đâu thẩm lang hồn thấy hai người chạy đi xa rồi đột nhiên lùi lại thoát khỏi trận chiến tóm lấy chỉ vân lao ra bên ngoài cô gái áo đỏ gặp chuyện bất ngờ yêu kiều quát lên chạy đi đâu giải lụa đỏ lao vút ra đánh thẳng vào sau lưng thẩm lang hồn chỉ vân dù kinh hãi nhưng dù sao cũng là tay lão luyện trên giang hồ, ném đao vào giải lụa đỏ để hai người thoát thân. Cô gái áo đỏ đã muộn một bước, dậm chân nói không ồn. Lúc này gần đến giờ, xa xa lại có pháo hiệu sáng lên, chính là tín hiệu tấn công đã hẹn sẵn từ trước. Bên ngoài cửa, hàng vạn con rắn ngọ nguậy, ảo ảo men theo vách tường và cửa sổ bò vào bên trong. Những cô gái áo đỏ áo trắng nhao nhao rút binh khí ra, tấn công thẳng vào cửa. Ngoại trừ hai thi thể ngoài cửa, bên trong Thiện Phong Đường trống hua trống hoác, đệ tử và đầu bếp nô bộc trong kiếm hội không một ai ở lại, cả một đình viện rộng lớn chỉ còn lại vườn không nhà trống. Chẳng những bên trong vắng bóng người, mà ngay cả Liễu Nhãn cũng không thấy tung tích. Những cô gái áo trắng vội vã chạy tới gian phòng đường lệ từ vừa phát ra tiếng nổ ban nãy, chỉ thấy gạch mói rơi vỡ đầy đất, nhưng chẳng thấy ai mọi người chố mắt nhìn nhau, trong lòng ngờ vực không hiểu. Dựa theo an bài từ đầu, phủ thúy sẽ dụ chủ lực của thiện phong đường vào chỗ mai phục, chờ liễu nhãn giết được đường lệ từ thì đã là dạng sáng. Lúc này người trong thiện phong đường hẳn là đã căng thẳng quá độ, nếu ăn uống thì nhất định trúng độc, nếu chưa ăn gì thì thể lực chắc chắn cũng suy kiệt. Những cô gái này tấn công vào lúc dạng sáng khi người ra buồn ngủ nhất, chắc chắn có thể giết sạch thiện phong đường từ trên xuống dưới kết quả pháo hiệu tấn công chưa đến dạng sáng đã bắn lên, mà xông vào cửa thì không thấy ma nào, gặp phải tình cảnh này ai cũng sẽ nghĩ mình trúng kế rồi. Trúng kế, trong lòng phủ thúy thầm nghĩ, gã đã lượn quanh núi Hảo Vân ba vòng rồi mà không tìm được dấu vết thiệu diên bình. Chẳng những không thấy thiệu diên bình, mà khi quay về những điểm mai phục của phong lưu điềm, gã chỉ thấy những thi thể máu me đầm đìa nằm ngổn ngang dưới đất. Rất nhiều cô gái áo đỏ chịu thương vong, còn lại phần lớn không biết đã chạy đi đâu. Không biết Thiệu Diên Bình dẫn gã đi vòng quanh hay là Kiếm hội Trung Nguyên vẫn còn phục binh, diễn một màn lừa bịp kế trong kế nữa. Nhưng gã vẫn chưa từ bỏ, vì lão cáo già Thiệu Diên Bình này dù trốn đi đâu cũng không thể đi quá xa. Cho dù núi Hảo Vân là địa bàn của hắn đi chăng nữa, dù bày sẵn địa đạo hang động cũng sẽ bị gã phát hiện ra. Một khi bị gã phát hiện thì lão cáo già này chết chắc gã vẫn đi vòng quanh núi Hảo Vân, đi đến vòng thứ 10 thì rốt cuộc gã cũng hiểu ra trên núi Hảo Vân không có hang động hay ám đảo, Thiệu Diên Bình chắc chắn không ở trên ngọn núi này, nói cách khác hắn để lại một tòa thành trống rồi chuồn đi nơi nào chẳng biết. Nếu Thiệu Diên Bình có thể trốn đi, thậm chí có thể còn giết phục binh của gã rồi mới trốn đi, nghĩa là kế tấn công lên núi đêm nay đã bị hắn nhìn thấu từ lâu. Mà nếu hắn đã nhìn thấu từ lâu thì cái vẻ kinh hoàng thất thố ban nãy ở thiện phong đường chỉ là vờ vịt, nếu đã vờ vịt thì trong thiện phong đường chắc chắn có mai phục. Nghĩ đến đây, phủ thúy quay người chạy lên đỉnh núi. Tiếng kiếm va nhau không ngừng, thành ôn bào và dư khấp phượng đã đánh đến chiêu thứ tám 800. Thành ôn bào phòng thủ cẩn thận, những chiêu tấn công như vũ bão của dư khấp phượng đều không hiệu quả mỗi chiều tây phong chảm hoang hỏa đánh ra đều đánh chúng thành ôn bào, nhưng chỉ để lại những vết thương sâu hai phân, không thể giành phần thắng. Với đấu pháp này, trong lòng dư khấp phượng hiểu rõ thành ôn bào đang dẫn dụ hắn đi rồi kiềm chế hắn, nhất định là vì kế hoạch nào đó của đường lệ tư. Khổ nỗi nguyên khí hắn chưa hồi phục, đánh nhau dai dẳng làm khí lực suy kiệt, rất nhiều chiêu thức lợi hại không thi triển được, không khỏi giận dữ oán hận sâu sắc đúng lúc hắn nổi nóng thì kiếm quang của thành ôn bào lướt qua như lướt sóng chém dao long xoay tròn mấy vòng rồi đâm thẳng vào con mắt trái bị mù của hắn dư khớp phượng nổi điên đâm kiếm vào tay phải cầm kiếm của thành ôn bào lại nghe một tiếng canh giòn giã mũi kiếm của dư khớp phượng rõ ràng sắp đâm thủng tay của đối thủ nhưng không hiểu vì sao lại đâm vào chuôi kiếm của hắn trường kiếm của thành ôn bào lao vút ra khỏi tay dư khớp phượng không kịp đề phòng vội vàng nghiêng đầu né. Chỉ nghe lưỡi kiếm xe gió ác liệt vút qua như tiếng huyết sáo sộc thẳng vào tai, sau đó một cơn đau đớn dữ dội dâng lên, lỗ tai rót đầy thứ gì đó ướt đẫm nóng hồi. Hắn sờ lên lỗ tai, hóa ra tay trái đã bị một kiếm của thành ôn bào chém đứt. Hắn mù một mắt, tuy võ công cao cường nhưng đánh nhau dai rằng thì mắt kia không tránh khỏi sai lầm, thành ôn bào nhìn ra cơ hội đã phi kiếm đà thương địch thù. Dư khớp phượng mất tay trái, giận quá hóa cười, ngửa mặt lên trời cười ha hả người đã mất kiếm, ta cũng không cần dùng kiếm để đánh thắng ngươi. Nói rồi lập tức vung tay ra, thanh trường kiếm kia bay vút lên bầu trời mênh mông rồi rơi vào bụi cỏ cách đó vài chục trường. Hắn tung ra một trường, trường lực bao trùm một tấc vuông quanh người thành ôn bào. Thành ôn bào bị buộc tiếp trường, chỉ nghe một tiếng đùng vang rồi, dư khớp phượng lại tiến thêm một bước nữa, tung ra trường thứ hai. Thành ôn bào đưa tay ra đỡ, lại thêm một tiếng đùng, miệng hắn đã trào máu. Dư khớp phượng bật cười dữ dội, trường thứ ba chuẩn bị tung ra, chợt nghe cách đó không xa có người quát to lôi hỏa đạn, kê đó là một vật tròn nho nhỏ bắn tới. Dư khớp phượng nghe tiếng liền biến trường, hắn còn chưa hết sợ hãi mùi vị thuốc nổ, lập tức rút lui đầu không ngoảnh lại. Đối với hắn thì giết thành ôn bào chỉ là chuyện sớm muộn, mà tính mạng thành ôn bào đương nhiên không quan trọng bằng một cọng tóc của hắn. Người nấp trong bụi cỏ thở phào nhẹ nhõm, liếu lưỡi nói, võ công dư khớp phượng đúng là kinh người, nếu hắn chưa từng nếm mùi vị thuốc nổ, cứ tiếp tục ra tay thì chỉ e hai ta đều chết trong tay hắn. Người trôi ra từ trong bụi cỏ là thiệu diên bình, thành ôn bào đứng lại điều hòa chân khí, thu trường kiếm về, không nhắc một chữ về trận chiến hung hiểm vừa rồi, chỉ hờ hững hỏi đồng hồ bút đâu thiệu diên bình hơi rụt đầu lại đánh hăng lên là không biết chạy đến đâu luôn dù sao cũng hẹn gặp nhau ở đây rồi chắc cũng không chạy đến chân trời đâu thành ôn bào cười nhạt hắn để ngươi ở lại đối phó với phủ thúy bỏ chạy một mình à thiệu diên bình cười gượng cái này cũng khó nói tóm lại cả ngươi và ta đều không thấy hắn đâu vết thương của ngươi thì sao thành ôn bào thản nhiên đáp không sao đâu giờ là lúc nào rồi thiệu diên bình nhìn trái ngó phải cũng gần đến giờ rồi đi thôi hắn nhìn về phía đông chỉ thấy hai bóng người chạy tới nhanh như chớp mới nhảy vài cây đã lên đỉnh núi bên này người đi trước tay áo bay bay theo gió ôm một đứa trẻ trong lòng chính là đường lệ từ người phía sau có diện mạo tuấn mỹ mặc một bộ áo đen sắc mặt thành ôn bào khẽ biến người áo đen diện mạo tuấn mỹ này chính là kẻ áo đen che mặt dùng một tiếng đàn đánh hắn trọng thương trên núi tuyết phương bắc kia lúc này trên tay hắn không có đàn tì bà nhưng vẫn khiến người ta thấy mà giật mình đường lệ từ chạy tới nơi liền quay lại cười một tiếng liễu nhãn cũng đứng lại theo y đưa mắt liếc qua từng người một ha hắn cười nhạt một tiếng dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi thiệu diên bình cũng cười ha hà đây gọi là dụ người vào bẫy. Thành ôn bảo nghiêm sắc mặt, món nợ bại dưới một tiếng đàn lúc xưa, hôm nay hắn cũng muốn đòi về. Mọi người còn đang trưởng lại thì thêm hai bóng người nữa chạy tới như bay, sau khi đứng vững thì tạo thành vòng vây năm người xung quanh liễu nhãn. Người vừa chạy tới từ đằng sau là Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn, liễu nhãn đảo mắt nhìn quanh, sau đó chậm rãi rút từ trong ngực ra một cây sáo đồng. Hắn rút sáo đồng ra, mấy người thành ôn bào đều dùng mình kinh hãi ai cũng đề khí ngưng thần phòng bị cao độ sáo đồng đập vào mắt đường lệ từ làm y thoáng chấn động đó là hai đoạn sáo đồng gãy được gắn lại với nhau trên sáo đồng có hoa văn dây leo cuộn vòng tinh tế bên dưới hoa văn là một hàng chữ ký Tùy liễu nhãn cầm nó trong tay nên không ai thấy được nhưng y vẫn nhớ như in dòng chữ ký bên dưới hoa văn là lavender hợp lại từ chữ viết tắt tên tiếng Anh của bốn người. Mấy năm về trước, chiếc sáo đồng này đại diện cho một quãng đời thanh xuân niên thiếu tươi đẹp, mà hôm nay, nói nữa cũng chẳng để làm gì, bây giờ nó đã trở thành binh khí giết người trong tay liễu nhãn. Liễu nhãn chậm chậm đưa sáo đồng kề lên môi, động tác nâng sáo rất yêu nhã, món tay trắng như tuyết gần như không có nếp nhăn, đẻ lên lỗ sáo thật sự giống bạch ngọc. Thấy hắn đưa sáo lên, thành ôn bào vung trường kiếm kéo theo một trận gió rít chém thẳng vào cổ tay liễu nhãn. Thiệu Diên Bình không dám khinh thường, kiếm chèm ngang người, nhắm vào đại huyệt trước ngực liễu nhãn. Thẩm lăng hồn đứng một bên trợ trận, nhất hoàn độ nguyệt của chỉ vân bay ra lóe lên một quầng sáng bạc, ba người hợp kích tạo ra uy thế kinh người. chương 38, đòn phủ đầu 04. Sáo đồng còn chưa nâng lên đến miệng liễu nhãn, mà hắn cũng không nhìn ba người đang hợp sức đánh tới, chỉ lạnh lùng nhìn đường lệ tư, tựa như đang hỏi vì sao ngươi sống dai mãi mà không chết. Vì sao lần nào ngươi cũng thắng, ngươi có thể thắng đến cùng không? Gió núi lùa vào mái tóc bạch kim của đường lệ tư, ba người hợp lực ra đòn, trong nháy mắt đao kiếm đã quét đến người, chạm vào áo liễu nhán. Chỉ nghe một tiếng keng giòn giã, đao kiếm của ba người không đánh chúng, liên tiếp bị đẩy lui trong áo liễu nhãn dường như có một lớp giáp sắt mỏng manh đao kiếm khó đả thương được hắn thừa cơ ba người hợp công thất bại liễu nhãn đưa sáo lên thổi một tiếng tiếng sáo mát rượi cao vút giống như chim nhạn phương bắc xải cánh liệm trên bầu trời mênh mông làm cây rừng xung quanh xào sạc lay động chim chóc sợ hãi bay nhớn nhác thành ôn bào bị trường của dư khớp phượng đả thương còn chưa lành chân khí trong ngực bị khuấy động lập tức phun ra một ngụm máu tươi tính tình hắn vốn đã quá khích, dễ dàng bị âm sát ảnh hưởng, vừa mới thổ huyết xong, máu trong người lại tiếp tục sôi trào, lập tức phun thêm một ngụm máu nữa. Thẩm lăng hồn ngưng khí bịt tai, dù tiếng sáo vẫn xuyên thẳng vào não như trước, nhưng cũng không đến nỗi mất khống chế như thành ôn bào. Thấy tình hình không ổn, hắn vung roi rắn ra, quất thẳng vào cổ liễu nhãn. Thiệu Diên Bình và Chỉ Vân chấn động vì tiếng sáo của liễu nhãn đều âm thầm giật mình, bất giác lùi về sau ba bước. Lẽ nào năm người hợp sức mà không giết nổi tên ma đầu này sao? Liễu nhãn đặt ống sáo ngang miệng, tiếng sáo cao vút lập tức cất lên một lần nữa, ánh mắt hắn vẫn nhìn đường lệ tư đầy lạnh lùng. Tiếng sáo như lưỡi dao bén ngót nhắm thẳng vào đường lệ tư, âm cao còn chưa hạ thì một làn điệu trầm thấp mềm mại đã nối tiếp. Chỉ trong giây lát, âm thanh giết người đã biến thành tiếng ngâm nga miên man đa tình lúc này thành ôn bào đã phun ra ngụm máu tươi thứ ba thiệu diên bình cuống lên vội đưa tay ra đỡ lấy hắn liễu nhãn vẫn chưa đánh ra chiêu nào chỉ bằng tiếng sáo ma quỷ này đã khiến mọi người bó tay bó chân bất giác đưa mắt nhìn sang đường lệ từ đường lệ từ có thể đánh bại liễu nhãn trên thanh sơn nhai nhất định đủ sức chống lại thuật âm sát lúc này roi rắn của thầm lang hồn vung ra liễu nhãn khẽ ngoắc đuôi sáo roi rắn quấn vài vòng trên thân sáo bám vào mấy lỗ sáo thiệu diên bình mừng thầm trong lòng nhưng phần đuôi đôi mắt có hình dạng kỳ lạ của liễu nhãn lại cong lên mang theo ý cười quái gờ hắn đột ngột đè ngón tay lên những lỗ sáo còn lại lùi về sau hai bước kéo roi rắn của thầm lang hồn thẳng ra lại dốc sức thổi một hơi một âm thanh quái gở vô cùng chói tai không thể luận ra âm điệu đâm thẳng vào não khiến toàn thân thầm lang hồn chấn động gần như không khống chế nổi chân khí nữa, sắc mặt biến đổi dữ dội. Liễu nhãn mượn roi rắn để truyền âm, còn lợi hại hơn truyền âm qua không khí. Hắn chỉ muốn buông tay ngay lập tức, nhưng roi rắn bị chân khí của liễu nhãn giữ chặt, vậy mà không buông ra nổi. Trong nháy mắt tiếng sáo của liễu nhãn vút cao, nội lực trong đan điền của thẩm lang hồn sùng sục như nước sôi, muốn pha vỡ khí môn, tán công mà chết. Chỉ Vân và Thẩm Lang Hồn đồng loạt gào lên, Thành Ôn Bào dùng tay áo che miệng, gắng gượng vung kiếm chém lên roi rắn của Thẩm Lang Hồn. Roi rắn đứt xoẹt một tiếng, Thẩm Lang Hồn liên tục lùi về sau 7, 8 bước, sắc mặt tái trắng. Thất bại năm xưa còn rành rành trước mắt, khi ấy người này cũng chỉ dùng một tiếng đàn tỳ bà đã đánh hắn trọng thương, rồi giết vợ hắn, hủy dung mạo hắn. Sau ba năm khổ luyện võ công, hắn vẫn thua dưới thuật âm sát của người này. Tính tình hắn vốn kiên nhẫn, thấy kẻ thù vẫn giữ được tỉnh táo. Nhưng lúc này đây những oán độc thù hận ẩn sâu dưới đáy lòng đột ngột bùng lên. Sau khi bị đẩy lui, hắn gầm to một tiếng rồi xông lên phía trước, vung tay đấm vào bụng liễu nhãn. Thành ôn bào dùng kiếm chặt đứt roi rắn của hắn, lại phun ra ngụm máu tươi thứ tư, tim đập như nổi trống, xương cốt rượu rã, kiếm trong tay nặng tựa ngàn cân, dường như sắp cầm không nổi nữa đường lệ từ đứng một bên bế phụng phụng, từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không nói lời nào, lúc này mới khẽ nhếch môi, tiến lên một bước đỡ thành ôn bào. Cú đấm của thầm lang hồn đánh ra điên cuồng như hổ dữ, vùng hết quyền cước tấn công liễu nhãn tới tấp. Trên ống sáo của liễu nhãn vẫn còn quấn roi rắn, thiệu diên bình và chỉ vân đề phòng hắn nâng sáo lên thổi tiếp, cả hai vội vàng nhảy vào định đánh nhanh thắng nhanh. Nhất thời liễu nhãn không rảnh tay để thổi sáo, bốn người rơi vào thế trận rằng co. Tay đường lệ từ đặt lên lưng thành ôn bào, truyền vào một luồng chân khí miên man nhu hòa giúp hắn trị thương. Thành ôn bào giận dữ hỏi, sao ngươi không ra tay? Đường lệ từ chậm rãi lắc đầu không trả lời. Lúc này thẩm lang hồn đã quên hết bên cạnh mình còn có những ai, kẻ thù giết vợ đang ở trước mắt, nếu không nhai thịt lóc xương hắn thì mình sống thêm cũng chẳng để làm gì nhất hoàn độ nguyệt của chỉ vân tỏa ánh bạc lấp lóe tấn công dồn dập trong lòng lại kinh ngạc vô cùng sao hồ ly tóc trắng không ra tay đứng một bên nhìn người khác liều mạng là có ý gì không lẽ bệnh điên của y đột một phát tác tự dưng quên luôn mình là ai rồi ba người đang bao vây liễu nhãn đã dần quen thuộc chiêu thức của hắn phương pháp đánh nhanh thắng nhanh có vẻ hữu dụng dần dần chiếm thế thượng phong lúc này đường lệ từ chữa thương cho thành ôn bào đã gần xong từ đầu đến cuối y không tham gia vây đánh, giờ mới cúi xuống nói nhỏ sau lưng thành ôn bào, người giả vờ trọng thương mất hết sức lực, chờ ta buông tay ra thì ngồi xếp bằng xuống. Thành ôn bào vốn đang cực kỳ bất mãn với y, nghe vậy thì ngẩn ra. Kinh lực của đường lệ từ truyền vào sau lưng vừa ngưng lại, nhất thời hắn không nói được nửa câu, trong lòng vừa giận vừa sợ, nội lực của hoán công đại pháp quả đúng là tà môn, hoàn toàn không hợp với lẽ thường. Trong rừng cây bên trái, có một người đứng sau hai tảng đá lớn. Giọng đường lệ từ truyền vào tay hắn vừa trầm thấp vừa dịu dàng, thành ôn bào cảm thấy vành tay mình nóng lên. Lại nghe một tiếng phủ rất khẽ, hóa ra đường lệ từ vừa thổi nhẹ một hơi vào tay hắn, trong bụi rậm bên phải cũng có một người, dư phụ nhân nấp sau lưng người kia hai trường. Thành ôn bào chớp mắt, bàn tay đường lệ từ đã rời khỏi lưng hắn, hắn thuận đà ngồi xuống nhắm mắt điều tức. Sáo đồng của liễu nhãn vung lên chống đỡ đòn tấn công của ba người vây quanh hắn, nhưng ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ lạnh lùng nhìn đường lệ tư. Đường lệ tư đứng một bên, gió núi thổi qua tà áo y, tay áo dập dờn như nước. Liễu nhãn đột nhiên mở miệng, cất giọng trầm thấp, đây là cơ hội tốt cho người giết ta, người còn đắn đo gì nữa. Đường lệ tư không đáp, một lúc lâu sau y mới cất giọng xa xăm, nếu ta muốn giết ngươi thì đã không cứu ngươi ở thanh sơn nhai liễu nhãn cười nhạt cứu một tên ma đầu làm đủ mọi việc ác ngươi không sợ bị người ta nhổ nước bọt chết đuối hay nguyền rủa đến chết à đường lệ từ hờ hững đáp đối với người khác thì ngươi chết vạn lần cũng không đủ a à nhãn ta hỏi ngươi một chuyện liễu nhãn cong khóe môi dù ta có trả lời ngươi thì cũng chưa chắc là thật khóe môi đường lệ từ cũng nhếch lên nhưng không hề mang theo ý cười trong bồ đề cốc, là ai ăn cắp quan tài băng, là ai băm thay phương chu ném vào cái quan tài vỡ nát kia cho dòi bọ đục khoét, là ngươi à? Y thấp giọng hỏi, ngữ khí rất bình tĩnh, thậm chí còn có vẻ ôn hòa, kiên nhẫn đợi nghe câu trả lời. Liễu nhãn nghe thế thì giật mình, quay phát lại đanh giọng hỏi, ngươi nói gì? Trong một thoáng phân tâm, thẩm lang hồn bất ngờ tung ra một quyền đánh thẳng vào bụng liễu nhãn. Chỉ nghe một tiếng bịch, cái đó là tiếng kim loại reo vang, phần áo nơi eo liễu nhãn rách toang, lộ ra một lớp áo trong màu bạc như giáp sắt. Chính tầng áo giáp màu bạc này đã bảo vệ hắn, khiến đao kiếm không thể đả thương. Liễu nhãn bị đánh một quyền lại không hề để tâm, lướt vèo như gió đến trước mặt đường lệ từ. Lại nghe hai tiếng keng keng vang rồi, đao kiếm của thiệu diên bình và chỉ vân đồng loạt vung ra, mỗi người chém một nhát lên lưng hắn nhưng liễu nhãn dường như không hề cảm nhận được. Hắn tung lấy vạt áo trước ngực đường lệ từ, đanh giọng hỏi, ngươi nói gì? Ngươi nói gì, ngươi nói, nói gì? Trong nháy mắt, thẩm lang hồn đánh một quyền vào sau gáy hắn, đao kiếm của thiệu diên bình và chỉ vân đều kề lên cổ. Thế mà liễu nhãn chẳng thèm để ý, đôi mắt đen sáng lấp lánh nhìn chằm chằm vào đường lệ từ, ngươi nói gì cơ? Khóe môi đường lệ từ chầm chậm nhếch lên, vẽ ra một nụ cười vô cùng thê lương là ngươi kéo hắn ra khỏi quan tài băng rồi vung đao chém nát người hắn bỏ vào trong cái quan tài vỡ nát kia cho dòi bỏ gặm nhấm sao? Y mặc kệ liễu nhãn tóm lấy vạt áo trước ngực mình cứ như thứ kẻ địch nắm trong tay không phải vị trí hiểm yếu trước ngực mình cũng giống như liễu nhãn không hề để tâm đến đao kiếm đang kề lên cổ cái gì mà vung đao chém nát người người cơ năm ngón tay liễu nhãn siết chặt vạt áo trước ngực đường lệ từ bị hắn cào rách hắn chậm rãi buông năm ngón tay ra rồi đột ngột đanh giọng hỏi cái gì mà chém nát người cái gì mà cho dòi bỏ gặm nhấm người đang nói ai cơ đường lệ từ nhẹ nhàng đáp phương chu ta tìm được mộ hắn ở bồ đề cốc hắn bị người ta dùng đao băm thây nhét vào cỗ quan tài thủng một lỗ lớn cả người toàn là đường lệ từ còn chưa nói xong thì liễu nhãn đã siết chặt bàn tay phải đang đặt lên ngực y người nói láo rõ ràng ta đã chôn cất hắn cùng với quan tài băng khi ta chôn hắn vẫn còn rất ổn ngoài mất tim ra thì mọi thứ vẫn y như lúc còn sống ai dùng đao chém hắn sao lại thế được kẻ nào muốn băm thây hắn ta đã chôn hắn cẩn thận ta tuyệt đối không làm gì có lỗi với hắn đường lệ từ hạ giọng nhưng mà không thấy quan tài băng đâu hắn bị người ta chém làm tám mảnh để dòi bỏ gặm nhấm liễu nhãn nổi giận người nói láo người nói láo người nói láo không thể thế được, người lừa ta, người lại lừa ta, từ nhỏ ngươi đã thích lừa người khác, đến giờ lại lừa ta. Đôi mắt đẹp đẽ vô song của Đường Lệ từ dần dần đông đầy ánh nước lấp lánh. Khi Liễu Nhãn gào đến câu ngươi lại lừa ta, một giọt lệ bên mắt trái của y đã tràn khóe mắt, rơi tách xuống giày Liễu Nhãn. Liễu Nhãn đột nhiên rơi vào im lặng, hắn đã thấy giọt nước mắt kia. Đường Lệ từ mỉm cười, tay ấn lên bụng ngoại trừ giọt lệ kia thì sắc mặt y vô cùng bình tĩnh, nụ cười rất đổi thê lương, cũng vô cùng ung dung. Người này xưa nay chưa bao giờ khóc, quen biết y 20 năm, ngay cả khoảng thời gian cai thuốc năm 13 tuổi cũng chưa từng khóc. Dù là 3 năm trước khi y muốn cả hội cùng chết với nhau cũng vậy, y là một kẻ vô cùng hiếu thắng, tuyệt đối không thừa nhận mình có nhược điểm, cho nên xưa nay y chưa bao giờ khóc. Giọt nước mắt này là trò lừa bịp y mới nghĩ ra à? Y ngày càng vô sỉ đến mức ngay cả nước mắt cũng đem ra làm màu sao. Ánh mắt hắn chậm chậm truyền từ giọt nước mắt kia lên mặt đường lệ từ, lạnh lùng hỏi, ngươi khóc cái gì? Đường lệ từ lắc đầu, khẽ mỉm cười, phương chu. Liễu nhãn ngắt lời y, không phải ta. Hắn đột nhiên quay đầu đi, lạnh lùng nói, ta chôn cất hắn cùng với quan tài băng. Còn tại sao không thấy quan tài băng? tại sao hắn bị người ta băm thây thì ta không biết đường lệ từ ôm chặt phụng 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 vẫn luôn tò mò ngắm nhìn liễu nhãn dường như trong tâm hồn non nớt của nó cũng cảm thấy dung mạo của liễu nhãn khác với người thường liền bật cười khanh khách a à nhãn nếu như có kẻ len lút phá hủy thi thể phương chu sau lưng ngươi mà kẻ đó biết rõ ta sẽ đi tìm vậy hiển nhiên có kẻ muốn chia rẽ quan hệ của hai ta muốn tình cảm giữa ta và ngươi hoàn toàn đổ vỡ Y khẽ nói, ngươi có hiểu không? Liễu Nhãn lạnh lùng hỏi lại, hiểu thì sao, mà không hiểu thì thế nào? Đường Lệ từ hạ giọng, nếu ngươi thật sự hiểu thì hãy dừng tay rồi đi cùng ta. Y chậm rãi ngẩng đầu lên, chẳng hiểu sao ánh mắt đã mang theo nét lạnh lùng uy nghiêm, chỉ cần ngươi trở lại làm A Nhãn của ngày xưa, giao ra thuốc giải của tinh quỷ cửu tâm hoàn thì dù ngươi hại chết bao nhiêu mạng người đi nữa, ta vẫn có thể đảm bảo không ai chạm được một cọng tóc của ngươi. A à nhãn, người không giỏi bày mưu tính kế người ta đâu. Liễu nhãn bỗng bật cười, hắn cười tựa như đóa hoa nở rộ, làm người ta đẹp mắt vui lòng. Ngươi có hiểu ngươi đang nói gì không? Thật hoang đường. Liễu nhãn còn chưa dứt lời thì một cái bạt tay nặng nề đã rơi thẳng vào mặt hắn. Ngươi muốn hận ta cũng được thôi. Nhưng nếu vì hận ta mà có kẻ chặt xác huynh đệ ngươi đem cho giỏi bỏ gặm nhấm vẫn rừng rưng như không, thì ngươi chính là hạng cạn bã nếu ngươi là hạng cặn bã thì cõi đời này có bao nhiêu đao kiếm muốn chém lên người ngươi ta cũng mặc kệ cho bấy nhiêu đao kiếm chém vào ngươi y không chỉ thẳng mặt liễu nhãn quát mắng cũng không đẩy hắn xuống đất dẫm đạp nhưng hắn cảm thấy toàn thân từ trên xuống dưới bị người ta nghiền nát lảo đảo nghiêng người về phía trước đao kiếm của thiệu diên bình và chỉ vân ghi chặt hơn lập tức vẽ ra hai vệt máu trên cổ hắn thẩm lang hồn đấm một cú nặng nề vào bụng liễu nhãn áo giáp màu bạc trên người hắn không chịu nổi đòn đánh mạnh mẽ này, đột ngột nứt toác ra. Cổ tay liễu nhãn khẽ cửa quậy muốn nâng cây sáo lên, thẩm lang hồn đã nhanh như chớp giữ chặt hai tay hắn. Đường lệ từ chậm rãi rút cây sáo đồng kia ra khỏi tay hắn. Liễu nhãn nghiến răng nắm chặt, nhưng sáo đồng trơn tuột, cuối cùng cũng không giữ được, cứ thế bị rút đi từng tấc từng tấc một, rơi vào tay đường lệ từ. Chỉ vân ra tay nhanh như gió, nhân lúc liễu nhãn bị giữ chặt lập tức điểm mười mấy đại huyệt trên người hắn, sau đó nhặt nửa sợi roi rắn đứt dưới đất lên trói chặt hai tay hắn. Đúng lúc mọi người đang đồng tâm hiệp lực bắt sống liễu nhãn, chợt một cơn gió nhẹ thoảng qua, hai bên trái phải rừng cây mỗi bên bất ngờ nhảy ra một người, người thì vung trường người lại ném lụa đỏ, lặng lẽ nhắm vào phần lưng đường lệ tư. Lần đánh lén này nắm bắt thời cơ rất khéo, lựa đúng lúc mọi người bị thương và mỏi mệt sau khi dốc sức đánh nhau với liễu nhãn. Thấy thắng lợi đã gần ngay trước mắt nên ai nấy thở phào nhẹ nhõm, lời lòng cảnh giác mà ra tay. Nhưng chúng đánh lén như vậy, dường như hoàn toàn không coi tính mạng liễu nhãn ra gì. Thành ôn bào ẩn nhẫn đã lâu, gần như cũng đồng thời nhảy lên, kiếm mang theo xương hàn, một chiêu thê hàn tam túc đâm thẳng vào sau lưng người áo xanh. Đột nhiên có biến, mấy người thiệu diên bình và chỉ vân không kịp đề phòng, nhất thời đứng ngây ra. Người áo xanh kia thân pháp rất nhanh nhẹn, trường phong ác liệt, nhưng chưa nhanh bằng kiếm của thành ôn bào. Ánh sáng rực rỡ lưu truyền, kiếm khí thê lương như quỷ, bóng người lấp loáng, sau đó chỉ nghe xoẹt một tiếng, một cánh tay bay lên giữa không trung, máu nhuộm đỏ trời, bắn xa hơn một trường. Người áo xanh đột nhiên bị tập kích, đứt mất cánh tay phải, nhưng dù sao gã cũng là kẻ dày dặn kinh nghiệm lâm nguy không loạn thấy đường lệ từ đã chuẩn bị từ sớm thì vội vàng xoay người chạy mất hút người áo đỏ phất dài lụa ra đường lệ từ lập tức xoay người tay trái ôm phụng phụng trong lòng tay phải đưa ra tóm lấy lụa đỏ chỉ nghe tiếng vài rách toạc mấy chục cây kim màu đỏ bé xíu bay ra người áo đỏ yêu kiều mỉm cười đánh một trường thẳng vào mặt y đường lệ từ phất tay áo mấy chục cây kim màu đỏ đồng loạt rơi xuống đất sau đó y và người áo đỏ đối trưởng với nhau đánh dầm một tiếng người kia phát hiện y vẫn còn nội lực mạnh mẽ hoàn toàn không giống người chịu trọng thương thì ồ lên một tiếng rồi bất ngờ rút trong áo đỏ ra một thanh đoàn đao chém về phía thành ôn bào đao này chém ra hết sức quái dị khó dò hướng đi có ý đồ dành đường thoát thân hai người này ra đòn cực nhanh một chuỗi hành động thành ôn bào đánh úp người áo xanh cụt tay, người áo đỏ rút đao chỉ xảy ra trong chớp mắt. đúng lúc này một ánh kiếm lóe lên đâm thẳng vào lưng người áo đỏ. thành ôn bào vung kiếm hợp kích, nữ tử áo đỏ này có công lực cao hơn hắn tưởng rất nhiều. đúng lúc này dư phụ nhân lại lao ra, nắm bắt thời cơ cực kỳ chuẩn xác, hắn vung kiếm đâm sau lưng nữ tử áo đỏ, thành ôn bào bèn đâm vào trước ngực à. hai người đều là những kiếm khách hàng đầu thời bấy giờ hai kiếm cùng xuất chiêu tạo nên tiếng xé gió vang dội nữ tử áo đỏ bèn đưa đoàn đao chắn trước chắn sau không hề nao núng sau đó lao thẳng về phía thành ôn bào đao kiếm chạm nhau đánh keng một tiếng nữ tử áo đỏ giờ đoàn đao lên đỡ trường kiếm kẻ tám lạng người nửa cân trong lòng thành ôn bào cảm thán trốn giang hồ đầm rồng hang hổ hắn nửa đời ngang dọc chưa gặp phải địch thù hoàn toàn do may mắn mà hắn liên tiếp bị thương chân khí không điều hòa, lực đạo trên kiếm yếu đi nhiều, nhưng lại không hề nghĩ đến bản thân. Đúng lúc này, mũi kiếm của dư phụ nhân đột ngột chuyển hướng, đang nhắm vào sau lưng nữ tử áo đỏ thì kiếm khí bỗng rít ảo ảo, đâm lao thẳng về phía đường lệ tư. Mọi người đều giật nảy mình, ba người thiệu diên bình, thầm lang hồn và chỉ vân còn đang giữ chặt liễu nhãn, từng giây từng phút đề phòng hắn trốn thoát, còn thành ôn bào lại đang vung kiếm ngăn cản nữ tử áo đỏ càng không kịp cứu viện. Mọi người còn chưa hết kinh ngạc thì đường lệ từ nhấc cổ tay lên che bên ngoài phụng phụng, trường kiếm của dư phụ nhân chém đánh keng một tiếng lên vòng bạc tẩy cốt trên tay hắn rồi bật ngược trở lại. Đường lệ từ nhẹ nhàng xoay người, lao vào lòng dư phụ nhân, khuỷu tay liên tục huyết ba cái, trường kiếm của dư phụ nhân trượt ra khỏi tay, còn hắn ngã về phía trước. Đường lệ từ khẽ nghiêng người để hắn dựa lên vai mình, đưa tay trái ra đỡ lấy trường kiếm của hắn, lại chém liền ba kiếm về phía nữ tử áo đỏ. Nữ tử áo đỏ thấy tình thế không ổn, bèn quát lên một tiếng, rồi vung đoàn đao liên tục tấn công. Thành ôn bào vừa rút kiếm về, à đã cướp đường chạy trốn, nháy mắt đã ẩn mình vào rừng cây chạy mất. Dư phụ nhân ngã xuống, mọi người tiến lên vây quanh. Chỉ vân giận dữ hỏi: tên này điên rồi à? Đang yên đang lành sao lại rút kiếm ra đâm ngươi? đường lệ từ khẽ cười ngươi có người thấy hương hoa không hắn giống những nữ tử áo đỏ áo trắng kia đều trúng độc hoa vong trần thẩm lang hồn đứng xa xa một bên đường lệ từ nhìn dư phụ nhân đang định nói tiếp thì đôi ngươi chợt xoay chuyển quay phát người lại ngươi chữ ngươi của y còn chưa thoát ra khỏi miệng thẩm lang hồn đã đưa tay ra tóm lấy liễu nhãn bị điểm huyệt không thể cựa quậy rồi lao vụt đi mất chỉ vân và thiệu diên bình giật mình kinh ngạc để khí vội vàng đuổi theo nhưng bóng dáng thẩm lang hồn đã khuất vào cây cối hắn vốn là sát thủ thuật ẩn thân trốn tránh vượt xa người thường chỉ trong chốc lát hai người đã mất dấu thẩm lang hồn và liễu nhãn chỉ vân tức giận gào lên mẹ nó cái tên thẩm lang hồn chết tiệt này nuôi ong tay áo hắn muốn đưa tên kia đi đâu chứ thiệu diên bình lắc đầu cười khổ không ai ngờ được thẩm lang hồn lại bất ngờ ra chiêu ấy hắn cướp liễu nhãn đi để làm gì đường lệ từ nhìn theo hướng thẩm lang hồn chạy đi rất lâu sau y mới khẽ thở dài do ta sơ xuất liễu nhãn là kẻ thù giết vợ hủy dung của hắn ta đoán hắn sẽ giày vỏ liễu nhãn một phen rồi ném vào hoàng hà tế vợ chỉ vân lạnh lùng nói hừ cứ đinh ninh bản thân tính toán kín kẽ không còn sơ hở nếu ngươi không tin thẩm lang hồn quá mức thì làm sao để xảy ra sơ xuất lớn thế này bây giờ hắn mất tâm mất tích rồi làm sao đây đường lệ từ khẽ cười hắn sẽ không giết liễu nhãn ngay đâu tạm thời không đáng ngại giờ phải về thiện phong đường trước xem tình hình thế nào đã thiệu diên bình cóng dư phụ nhân lên gật đầu về đã rồi tính tiếp phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn